OK, xin chào các anh chị em. Hôm nay anh sẽ làm một cái bài huấn luyện về velocity, share, build và lead. Đây là một cái bài huấn luyện khác với những cái bài huấn luyện trước đây và có những cái thông tin rất là quan trọng để các anh chị em có thể nắm ở thị trường của Bắc Mỹ và từ từ đó thị trường của thế giới. Thì chúng ta công ty sẽ áp dụng cái chương trình chính sách trả thưởng gọi là velocity. Velocity tức là tiếng Anh Việt gọi là tăng tốc đó. Và trong velocity có ba cái phần chính. Phần thứ nhất gọi là share, phần thứ hai là build, phần thứ ba là lead. Share tức là chia sẻ, build tức là xây dựng và lead tức là lãnh đạo. Và đây là ba cái phần chính và các anh chị phải hiểu từng phần một. Tức là về phải hiểu từng phần một riêng biệt để chúng ta mới có thể làm việc tạo ra kết quả và chúng ta mới có thể hướng dẫn người khác được. Tại vì có những người sẽ tham gia New Skin và họ chỉ có dùng share mà thôi. Hoặc là có những người tham gia New Skin họ chỉ có dùng share và build, và có những người khác có thể họ sẽ dùng cả lead. Thế nên là cái việc mà hiểu ba cái phần này khác biệt và hiểu rõ từng phần một rất là quan trọng để các anh chị có thể bắt đầu xây dựng kinh doanh của mình. Và đối với thị trường của Bắc Mỹ đó, thì ngày 1 tháng 6 năm 2018 công ty chính thức sẽ áp dụng cả ba phần. Thế nên là các anh chị cần phải hiểu rõ một trong những cái điều mà các anh chị chúng ta nhiều cái sơ ý đó là chúng ta kinh doanh nhưng mà chúng ta lại không có hiểu rõ là tiền tới từ đâu. Và khi chúng ta không có hiểu rõ tiền tới từ đâu á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái sự mất mát về tiền bạc và mất mát của cá nhân là một phần. Nhưng mà nếu các anh chị có đội nhóm mà các anh chị lại không biết cách hướng dẫn đội nhóm để đội nhóm cũng có thể gọi là tối đa hóa cái số tiền thu nhập từ chính sách trả thưởng của New Skin, thì một phần nào đó người upline là chính bản thân mình cũng nắm phần trách nhiệm. Anh nói là mình hiểu không phải để chỉ hiểu cho mình mà mình hiểu để còn hướng dẫn người khác nữa. Anh nói là cái gì mong rằng cái gì phải hiểu rõ, cái gì không hiểu rõ cái gì phải xem đi xem lại nhiều lần để có thể hiểu rất rõ về cái này. Mà nếu mà xem đi xem lại mà vẫn chưa hiểu thì cái trách nhiệm của từng anh chị em đó là liên lạc với những người leader trong nhóm của mình để hiểu rõ. Ok, vậy thì cái phần thứ nhất anh muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái phần share. Cái phần share tức là chia sẻ. Thì phần share nó hơi khác biệt đấy các anh chị. Ở thị trường Mỹ trong vòng mấy ngày qua các anh chị đã nhận được thông tin từ công ty New Skin là tăng giá sản phẩm. Thì cái việc mà tăng giá sản phẩm đó không phải là cái chuyện gì mà nó lạ lẫm các anh chị. Tại vì mỗi năm công ty New Skin đều tăng giá từ 3-5%. Okay? Đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà có nhiều anh chị em khi mà nhìn vào những cái giá mà công ty tăng á, anh chị xem hết hồn là tại vì có những cái tăng 5% và có những cái tăng 10% và thậm chí là có những món hàng tăng 20% lận. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra và chúng ta có cần phải hoảng sợ hay không? Thì khi mà các chị hiểu được share đó, tức là những cái phần kế tiếp của công ty New Skin, thì các chị sẽ hiểu được tại sao giá cả tăng như vậy. Một trong những cái điểm mà về New Skin đó, là từ trước tới giờ vẫn đánh giá là công ty không có trả thưởng đủ trong cái phần đầu tiên. Và có những người nói rằng là tôi muốn tham gia nhưng mà tôi lại không có biết cách bán hàng, đặc biệt là bán lẻ. Nên là có bằng cách nào mà tôi có thể kiếm tiền nhanh trong thời gian ngắn nhất và mới ban đầu hay không? Thì cái phần share nó sẽ làm được cái phần đó cho các anh chị. Và anh sẽ giải thích cái phần share để các anh chị được nắm bắt. Phần share tức là sao? Sharing bonus tức là sao? Giả sử các anh chị là một nhà phân phối mới tham gia, ok? Tức là cái hình đen này là các anh chị là một người phân phối mới tham gia ngày hôm nay hay là tuần vừa rồi gì đó. Và các anh chị giới thiệu cho một người khách hàng hoặc là một nhà phân phối khác, L1 tức là level 1 á, tức là cái gì giới thiệu cho một người khách hàng khác là level 1. Và trong cái trường hợp này anh sẽ dùng một cái sản phẩm mà rất là thông dụng nhất, đó là AP24. Trước đây AP24 ở Mỹ có giá wholesale của nhà phân phối là 8,5 đồng. Thì bắt đầu từ tháng 6 cái giá wholesale sẽ là 10 đồng và giá retail sẽ là 20 đồng. Và dĩ nhiên là giá cả của sản phẩm nó hơi khác biệt tùy theo cái thị trường. Anh đang dùng giá của AP24 ở thị trường Mỹ để giải thích cho các anh chị hiểu được là sharing bonus là như thế nào. Vậy thì nếu các anh chị là một nhà phân phối và các anh chị giới thiệu cho một người khách hàng hoặc là một nhà phân phối khác và họ mở mã số, trường hợp mở mã số các anh chị nhé, tại vì nếu họ không có mở mã số thì mình sẽ bán lẻ cho họ với giá 20 đồng rồi. Còn đây là cái trường hợp là người này là một nhà phân phối ở trực tiếp dưới mình hoặc là một khách hàng trực tiếp của mình và họ đã mở mã số và họ sẽ mua AP24. Thì bắt đầu từ tháng 6, cái giá họ sẽ mua đó là 10 đồng một hũ một tuýp AP24. Và khi họ mua một tuýp AP24 như vậy đó, thì ngay lập tức 1 đồng 25 sharing bonus sẽ được trả cho người bảo trợ. Và
nó sẽ được trả trong ngày hôm đó, ok, nó sẽ được trả trong ngày hôm đó. Và các anh chị hiểu được, thành ra là cái giá mà 8.5 đồng thì thực sự là nó dùng để được trả cái 1.25 đồng cho cái sharing bonus. Nên là cái gì, cái tưởng tượng như vậy này, nếu cái gì dùng cái app của mình, các chị có đăng ký, và khi các chị đăng ký một người nào đó họ mua sản phẩm, bất cứ một cái sản phẩm nào, thì trong những cái sản phẩm đó, chỉ ngoài trừ Vitamil đó, thì tất cả những cái sản phẩm nó đều có cái sharing bonus, và cái số tiền nó tùy thuộc vào cái sản phẩm được bán. Nhưng mà với cái AP24 đó, thì ngay lập tức cái người bảo trợ sẽ nhận được 1.25 đồng. Trường hợp thứ hai là nếu mình là một executive, hồi nãy mình là một người distributor bình thường. Trường hợp thứ hai mình là một executive và mình giới thiệu cho một người khách hàng hoặc là một nhà phân phối trực tiếp và họ cũng mua AP24, thì người executive đó cũng ngay lập tức nhận được 1.25 đồng tiền sharing bonus trong ngày hôm đó. Ok, và đó là hai cái trường hợp có như thế nè. Còn trường hợp thứ ba là nếu mình là một người executive và trực tiếp của mình có một người executive và người executive đó họ cũng mua AP24, ok, thì ngay lập tức sau khi người đó mua thì 1.25 đồng nó sẽ chạy ngược về cái người executive đó. Vậy thì giải thích như vậy cho các anh chị hiểu đó, là cái sharing bonus, nếu các anh chị đã là executive trở lên rồi thì cái sharing bonus nó sẽ chạy ngược lại mình, tức là mỗi lần khi các anh chị mua cái sản phẩm với cái giá wholesale mà trong đó có cái sharing bonus á, thì cái sharing bonus đó nó sẽ trở ngược về với người executive. Hay là ví dụ như bản thân An, nếu An là executive, mỗi lần An mua cái AP24 thì 1.25 đồng nó chạy ngược về mình, thay vì nó chạy lên anh Anilo và chị Thành. Ok, còn nếu An chỉ là một distributor hoặc là một khách hàng đó, thì cái số tiền 1.25 đồng đó nó sẽ chạy lên người upline của mình. Và cái gì hiểu rõ chưa, đó là cái sharing bonus. Hay là khi mà công ty tăng giá thì thực sự nếu mình là một executive thì thực sự cái giá đó không có tăng, nhưng mà nếu mình là một nhà phân phối hoặc là một khách hàng thì cái giá nó tăng vì nó có cái phần sharing bonus ở trong đó. Vậy thì các anh chị không có nhất thiết, tức là đi về phía trước đó, các anh chị không có nhất thiết phải là phải bán lẻ mới có thể kiếm được tiền mỗi ngày, mà các anh chị giới thiệu cho những người khách hàng khác, ok, các anh chị giới thiệu những người khách hàng khác hoặc là những nhà phân phối khác họ mua bất cứ một cái sản phẩm nào đó, thì chúng ta sẽ được cái sharing bonus. Và nó đơn giản, nó chỉ có vậy, ok các chị. Và mong là các chị hiểu được cái phần đầu tiên này. Và một trong những cái điều rất là quan trọng của cái điều này đó là lý do mà chúng ta có cái sharing bonus như vậy là, và họ trả tiền mỗi ngày đó. Các chị đang lắng nghe mà có vấn đề về âm thanh hay gì, các chị liên lạc với em nhắn tin ra ngay là tức nhá. Một trong những cái điều quan trọng của cái vấn đề này đó, đó là chúng ta sẽ được trả tiền mỗi ngày. Vậy thì các chị hãy thử hình dung nè, là nếu có một người nào đó mà chúng ta quen biết và họ đang cần có thêm thu nhập, thì nếu họ bán một cái AP24 với giá 20 đồng đi, thì dĩ nhiên họ được 10 đồng, nhưng mà đồng thời họ sẽ nhận được số tiền 1.25 đồng ngay lập tức từ công ty New Skin, và đó là một cái phần nhỏ. Nhưng mà nếu họ bán máy LumiSpa, nếu họ bán LifePack Nano, Alux Youth, Vitaspan, Facial Spa vân vân á, thì cái số tiền sharing bonus nó sẽ cao hơn. Và nếu mỗi ngày họ nhận được cái tin nhắn rằng họ làm được một số tiền nào đó, thì nó sẽ tạo cho họ một cái động lực để họ có tiếp tục họ làm. Và cái động lực đó nó sẽ được tạo ra mỗi ngày. Và cái điều mà chúng ta cần phải phấn khởi, những người leader, builder như chúng ta cần phải phấn khởi, đó là cái hệ thống của mình nó sẽ được kích hoạt và nó chạy đều đặn liên tục mỗi ngày vì cái động lực đó. Ok, anh là sharing bonus nó sẽ chiếm một phần rất là quan trọng trong cái quá trình xây dựng hệ thống của cái gì trong thời gian tới. Và đặc biệt là đối với những người nào mà chịu làm việc và có cái tinh thần gọi là vươn lên mau đó, thì đây cũng sẽ là một trong những cái bước để mà bước đệm rất là tốt để họ có thể vừa kiếm được thu nhập, vừa có thể tạo được khách hàng và có thể làm liên tục để tạo được cái doanh số, để rồi họ có thể đi vào bước thứ hai, đó là build. Trong velocity bước thứ hai và build đó, các anh chị lại cần càng phải hiểu rõ hơn nữa, tại vì đa số mà số tiền của những người mới kiếm được nó sẽ nằm ở cái phần này, tức là phần build. Thì cái phần build đó, là chúng ta nói về một cái phần quan trọng, đó làm sao để chúng ta có thể trở thành executive. Tại vì nếu mà chúng ta không có trở thành executive á, thì chúng ta sẽ hưởng được tiền lời từ bán lẻ và cái tiền sharing bonus. Nhưng mà khi mà chúng ta đã trở thành executive thì lúc đó thực sự số tiền chúng ta có thể kiếm được tiền ngàn đó, thì nó sẽ tới từ cái phần này. Và chúng ta cần phải hiểu rõ, khi mà nói về executive thì chúng ta nói về điều kiện để trở thành executive. Thì với velocity, cái điều kiện trở thành executive như sau.
chúng ta công ty cho mình 7 tháng hoặc là 7 tuần, tức là bắt đầu từ tháng 6 trở đi đó, thì để trở thành executive chúng ta có thể theo tính theo tuần hoặc theo tháng, tức là chúng ta có thể tính tuần thứ nhất, tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, hoặc là tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Dĩ nhiên là mỗi tháng chúng ta chỉ có 4 tuần đúng không? Thế nên là chúng ta có thể tính theo 4 chu kỳ của tuần hoặc là chu kỳ của tháng. Nếu chúng ta tính theo tháng thì công ty cho chúng ta 6 tháng. Tức là sao? Là một trong những cái cách đầu tiên mà để chúng ta có thể trở thành executive, tức là tháng thứ nhất chúng ta có đủ 1.000 điểm, tháng thứ hai chúng ta có đủ 1.000 điểm, và mỗi tháng như vậy tích lũy 1.000 điểm tối thiểu, thì trong vòng 6 tháng chúng ta có đủ 6.000 điểm, thì cái tháng thứ 7 chúng ta là executive. Ví dụ chúng ta muốn đi nhanh hơn, giả sử tháng thứ nhất chúng ta có 1.000 điểm, tháng thứ hai chúng ta có 2.000 điểm, tháng thứ ba chúng ta có 3.000 điểm, thì cộng lại cũng là 6.000 điểm, thì cái tháng thứ tư chúng ta cũng là executive. Hoặc là tháng thứ nhất chúng ta có 3.000 điểm, tháng thứ hai chúng ta có 3.000 điểm, và tháng thứ hai 3.000 điểm, thì tháng thứ ba chúng ta sẽ trở thành executive. Hoặc là tháng thứ nhất chúng ta có 6.000 điểm, thì cái tháng thứ hai chúng ta sẽ trở thành executive. Dĩ nhiên là cái từ cái màu hồng trở xuống đó các chị, thì chúng ta có thể tính theo tuần. Giả sử tuần thứ nhất các anh chị có 1.000 điểm, tuần thứ hai có 2.000 điểm, tuần thứ ba có 3.000 điểm, thì cái tuần thứ tư các anh chị đã là executive. Hoặc là theo màu xanh đó, là nếu anh chị có 3.000 điểm tuần thứ nhất, 3.000 điểm tuần thứ hai, thì cái tuần thứ ba các anh chị đã là executive. Và dĩ nhiên là cái màu đỏ, lý do chúng ta chọn cái màu đỏ là tại vì đây là cái phần mà thú vị nhất, là nếu mà trong vòng một tuần các anh chị có đủ 6.000 điểm, thì cái tuần thứ hai các anh chị sẽ trở thành executive. Và đây là một cái chuyện mà rất là quan trọng này. Tại vừa trước đó, chúng ta phải chờ nguyên một tháng, tức là dù chúng ta có đủ điểm hay không đó, thì các anh chị vẫn phải chờ một tháng thì các anh chị mới trở thành executive được. Còn bây giờ các anh chị chỉ có xong một tuần thì các anh chị trở thành executive. Vậy thì lý do tại sao mà chúng ta cần phải trở thành executive hoặc là muốn trở thành executive trong thời gian ngắn nhất, thì lý do như sau. Là sau khi trở thành executive thì các chị bắt đầu mới có thể hưởng từ 5-40% của doanh số hệ thống. Đây không phải là doanh số của mình, không phải là doanh số của những người mình giới thiệu, mà doanh số của hệ thống. Ok, tức là sao? Trong thời gian mà các chị trở thành executive, tức là khi mà các chị đã trở thành executive rồi đó, thì công ty sẽ bắt đầu trả thưởng cho các chị với theo gọi là block, tức là một cái khối như vậy là 500 điểm. Mà thì nếu mà các anh chị trở thành executive trong tuần thứ nhất, thì cái tuần thứ hai các anh chị lên executive, thì từ tuần thứ hai trở đi các anh chị đã được trả thưởng theo cái mức thu nhập, mức hối hồng của executive, và họ sẽ được tính theo block. Tức là bây giờ sẽ giải thích block cho các anh chị này. Tức là một block như vậy là 500 điểm. Vậy thì nếu mà các anh chị, tức là một khối như vậy sẽ là 500 điểm. Và nếu các anh chị có một khối đầu tiên, tức là các anh chị có 500 điểm đầu tiên, tức là một khối, thì công ty sẽ trả cho các anh chị 5% của khối đó. Và cái gì có 500 điểm kế tiếp, tức là khối thứ hai, thì cái công ty cũng trả đến 5% của khối đó. Một khối 500 điểm, tức là hai khối là 1.000 điểm. Và nếu cái gì có khối thứ ba, tức là bây giờ tổng doanh số của doanh số điểm của hệ thống cái gì bây giờ, của nhóm cái gì bây giờ đó là 1.500 điểm đúng không? Vậy thì nếu cái gì hoàn thành khối thứ ba, thì cái gì sẽ được trả 10% của khối thứ ba. Ok? Và đây là điều quan trọng này. Là nếu cái gì chỉ có 1.499 điểm đó, thì cái gì chỉ được tính hai khối thôi, nhưng là chúng ta phải hoàn thành theo từng khối một. Và khi mà các chị có đủ khối thứ tư, tức là công ty sẽ trả cho các chị 15% của khối thứ tư đó. Và khi các chị có khối thứ năm, tức là điểm doanh số nhóm các chị bây giờ là 2.500 điểm đúng không, thì công ty sẽ trả cho các chị 20% của khối thứ năm đó. Và chúng ta cứ tiếp tục đi lên, nếu chúng ta có được khối thứ sáu thì công ty sẽ trả cho các chị 25% của khối thứ sáu, 30% của khối thứ bảy. Và đây là điều thú vị này, là từ cái khối thứ 8 trở đi, tức là từ 4.000 điểm cho tới 7.500 điểm đó, thì công ty sẽ trả những cái gì 35% của những khối đó. Và điều thú vị tuyệt vời nữa sẽ xảy ra cho các anh chị, đó là từ khi các anh chị có đủ khối thứ 16 trở đi, tức là các anh chị có đủ 8.000 điểm trở lên, thì mỗi một khối như vậy công ty sẽ trả cho các anh chị 40%. Và cái phần kế tiếp này anh cho các anh chị thấy để con số các anh chị hiểu rõ này, là một khối 5%, tức là cứ mỗi 500 điểm như vậy là một khối, thì một khối công ty sẽ trả cái gì 5%, tức là được 25 đồng. Khối thứ hai cũng được 25 đồng. Mà cái gì thấy chuyện gì xảy ra với cái khối thứ ba, là khối thứ ba cái gì được trả 50 đồng, và khối thứ tư 75, khối thứ năm 100 đồng, khối thứ sáu 125, khối thứ bảy 150. Tức là cái số tiền bắt đầu đi tăng. Và từ khối thứ 8 trở đi đó,
cứ mỗi 500 điểm như vậy, công ty trả ra cho các anh chị 35%. Tức là anh làm một cái bài toán để các anh chị thấy được 35% của 500 tức là 175. Tức là mỗi một 500 như vậy là được 75. Và nếu các anh chị tưởng tượng như vậy này, cứ mỗi khối như vậy là cái số tiền thu nhập chúng ta càng ngày càng tăng, đúng không? Và nếu chúng ta cứ tiếp tục xây dựng cái hệ thống của mình, thì từ cái khối thứ 16 trở đi và hoàn toàn không giới hạn, các anh chị có thể chạy lên khối 160 nếu anh chị muốn. Nhưng mà từ cái khối thứ 16 trở đi đó, thì các anh chị được trả 40%, tức là mỗi 500 điểm các anh chị được trả 200. Và đây là một cái chế độ ưu đãi nhất so với tất cả những công ty khác, và đặc biệt là đối với công ty New Sinh trong vòng 35 nay, năm nay cộng lại. Hồi trước đó, anh chị em đừng vẽ lên màn hình của mình nha. Stop, ok. Hồi trước đó các anh chị, tối đa mà các anh chị có thể nhận được đó là 20%. Còn bây giờ các anh chị thấy không, là 40%, và đó là một cái điều rất là tuyệt vời của các anh chị. Ok, và một khối như vậy vẫn là 500 điểm, ok. Rồi, thì điểm tới từ đâu các anh chị? Điểm tới từ những người trong cái đội nhóm của mình, tức là màu đen á, thì chúng ta gọi là khách hàng của mình, tức là những người khách hàng chỉ mua sản phẩm, hoặc là khách hàng của những người trong thành viên trong đội nhóm của mình. Và nếu chúng ta có 10 thành viên, trong đó có 2, 4, 6 thành viên là nhà phân phối và 3 thành viên là khách hàng, cộng với bản thân mình, mỗi người có 500 điểm đó, thì chúng ta sẽ thấy này, là tổng cộng lại chúng ta sẽ có 5.000 điểm trong cái nhóm của mình. Và điểm tới từ đó các chị, để các chị có thể hiểu được là điểm không phải là do của mình không, mà điểm tới từ rất là nhiều người. Và cái này cũng nhắc này, nếu các chị có những người khách hàng, hoặc là chủ tiệm nail, hoặc là thợ nail, hoặc là khách hàng trong tiệm nail đó, thì những cái điểm nó cũng sẽ cộng lại cho mình. Và chính bản thân các chị là những executive mà có tiệm nail, thì các chị có thể tối đa hóa cái tiền thuê hồng của mình các chị ha. Rồi, bây giờ cái phần thứ ba là cái phần lead. Ok, cái phần lead nó cũng rất là quan trọng các chị. Tại vì cái phần lead là dành cho những người nào mà họ muốn dành cho những người nào mà thực sự muốn xây dựng hệ thống và lãnh đạo đội nhóm của mình các chị ha. Thì đây là cái phần rất là quan trọng này. Bạn cáo lỗi là một số anh chị em nào không biết đang vẽ lên cái màn hình. Khi các chị vẽ lên màn hình phone của các anh chị đó, nó cũng chạy ra đây các chị nhá. Ok, thì chúng ta ráng chịu mà coi những cái này. Người nào xóa được thì rất là tốt. Rồi. Ok. Rồi, kế tiếp này. Bây giờ khi mà chúng ta nói về lead đó các chị, đây là điều rất là quan trọng. Tại vì lead nói về cái việc lãnh đạo, tức là sau khi chúng ta đã hoàn thành cái điều kiện của mình để trở thành một executive, thì lead tức là mình hướng dẫn những người trực tiếp của mình để họ trở thành executive. Và khi mà họ trở thành những executive thì cái danh hiệu của mình sẽ được tăng. Ok. Và đầu tiên là nếu các chị giới thiệu cho một người và họ trở thành executive, thì bản thân của mình sẽ trở thành goal. Ok. Và kế tiếp là nếu chúng ta giới thiệu được người thứ hai trở thành executive, thì chúng ta sẽ trở thành lapis. Và thứ ba chúng ta cũng sẽ trở thành lapis. Và thứ tư thì chúng ta sẽ trở thành ruby. Và một trong những cái điều thú vị của ruby đó, ok, anh chị đừng có vẽ nữa các chị nhé. Ok, cái điều thú vị của ruby đấy các anh chị, là sau khi các anh chị trở thành ruby, và bên này nó không có chỉnh được cái mũi tên như các anh chị thấy, nhưng mà anh chị thấy con số 10.000 ở dưới số 4 á, thì nếu các anh chị có 10.000, ok, 10.000 sau khi trở thành ruby đó, thì các anh chị sẽ trở thành emerald. Và khi các anh chị có 5 người executive trực tiếp, ok, thì chúng ta, và sau khi trở thành gọi là 5 người executive trực tiếp và một trong 5 người đó có 10.000 điểm, thì chúng ta sẽ trở thành diamond. 20.000 điểm thành diamond. Và kế tiếp này là khi mà chúng ta có 6 người executive trực tiếp, ok, và một trong những nhánh của 60 người đó có 10.000 điểm, và một nhánh có 20.000 điểm, một nhánh có 30.000 điểm, thì chúng ta sẽ trở thành blue diamond. Và nhìn xuống dưới cái hàng dưới, các anh chị sẽ thấy này, thứ nhất các anh chị chú ý là tất cả những người executive của mình mỗi tháng họ cần phải duy trì 2.000 điểm, tức là 4 block các anh chị nha. Rồi cái hàng ở dưới đó là nếu mà chúng ta có 6 người executive trực tiếp mà một trong những nhánh đó có 10.000 điểm, một nhánh có 20.000 điểm, một nhánh có 30.000 điểm, một nhánh có 40.000 điểm đó, thì chúng ta sẽ trở thành blue diamond. Và kế tiếp dĩ nhiên là chúng ta công ty không có giới hạn, các anh chị có thể tiếp tục có 7, 8, 9, 10, và anh sẽ dạy thế chị các anh chị biết tại sao là chúng ta vẫn phải muốn tiếp tục để xây dựng những cái nhánh kế tiếp. Thì cái trang sau đây đó nó sẽ giải thích cho các anh chị rõ hơn về cái danh hiệu và cái tiền thuê hồng mà chúng ta có thể nhận được. Khi mà các anh chị có một executive thì các anh chị có thể hưởng được 5%
của những người của cái hệ thống trực tiếp của mình, tức là một người executive trong đó họ có, trong cái nhóm của họ đó họ có khách hàng và nhà phân phối. Thì khi mình có một người executive trực tiếp thì mình có thể hưởng tối thiểu là 5% doanh thu nhập từ cái hệ thống của người đó ha. Anh chị em nào khác đang vẽ mũi tên đấy. Ok rồi. Thứ hai đó là nếu mà cái gì có hai người executive trực tiếp là lapis, hoặc là ba người executive trực tiếp đó, thì chúng ta là lapis thì chúng ta sẽ hưởng được 5% của tầng thứ nhất và 5% của tầng thứ hai là những người executive trong cái hệ thống của mình. Và khi mà cái gì là có bốn executive trực tiếp thì cái gì được hưởng 5% của ba tầng ở dưới. Và nếu cái gì có 10.000 điểm, tức là trong bốn người này mà một nhánh cái gì có 10.000 điểm thì cái gì trở thành Emerald và cái gì được hưởng thêm 5% của tầng thứ tư. Mà đây là quan trọng các chị, tại vì cái tầng thứ tư này không phải là một người mà tầng thứ tư của một nhóm executive, nghĩa là thu nhập nó khá cao. Đó là lý do tại sao mà Emerald ở cái vị trí màu xanh này đó, thu nhập trung bình của một người Emerald executive khoảng là 5.500 đô một tháng. Okay. Còn thu nhập của Ruby đó là khoảng 2.800 thôi, tức là thu nhập cái gì có thể tăng gấp đôi với cái doanh số này. Khi cái gì có 5 người executive trực tiếp, giống như hồi nãy em giải thích cho cái gì đó, và một trong những nhánh đó có 20.000 điểm nữa thì cái gì sẽ là diamond và cái gì sẽ được nhận 5% của 5 tầng. Và kế tiếp là khi cái gì có một nhánh 10.000, một nhánh 20.000, một nhánh 30.000 thì bây giờ chúng ta sẽ trở thành blue diamond và chúng ta sẽ hưởng được 5% của 6 tầng. Và hiện tại bây giờ công ty New Skin là công ty duy nhất dám trả 5% của 6 tầng. Những công ty khác có thể họ trả 10% của tầng thứ nhất, rồi có thể 8% của tầng thứ hai, chẳng bắt đầu là 3% của tầng thứ ba, bắt đầu nó giảm từ từ xuống dưới cái gì. Nhưng mà các anh chị cũng biết đó, những anh chị em nào mà hiểu về hệ thống, chúng ta càng xây dựng hệ thống bao nhiêu thì ở càng sâu đó chúng ta mới còn càng có nhiều người mà thu nhập cái gì sẽ tới từ đó nhiều hơn là những cái tầng trực tiếp của mình. Chính là 5% trực tiếp đó là số tiền khổng lồ. Và khi mà chúng ta đã làm được cái vị trí này rồi mà chúng ta có một nhánh, tức là bây giờ thay vì chúng ta chỉ có một nhánh 20, 30 thì chúng ta có thêm một nhánh 40.000 nữa trong 6 nhánh này thì chúng ta sẽ trở thành Team Elite. Lúc này huy hồng chúng ta không có thay đổi nhưng mà danh hiệu chúng ta sẽ thay đổi, tức là chúng ta sẽ trở thành Team Elite. Và trở thành Team Elite thì chúng ta có những quyền lợi khác, được tuyên dương khác, đúng không? Và đặc biệt là chúng ta trong năm nay trước tháng 9, từ bây giờ đến tháng 9, anh chị em nào mà hội đủ cái điều kiện này thì năm sau các anh chị sẽ được đi Monaco miễn phí cho hai người trong cái chuyến đi Team Elite Trip. Ok. Tại sao chúng ta cần phải tiếp tục? Sau khi các anh chị trở thành Blue Diamond và thì các anh chị được công ty cho mình một cái mã số mới, tức là hồi trước giờ các anh chị bảo trợ với cái một cái mã số khi các anh chị đăng ký. Sau khi các anh chị có đủ 10.000, 20.000, 30.000 á thì công ty sẽ cho các anh chị một cái mã số mới, và cái mã số đó gọi là mã số của người Business Builder. Ok, Business Builder. Tức là sao? Là khi mà cái gì có một cái mã số của người Business Builder đó thì cái gì bắt đầu có khả năng để hưởng được 10% của hệ thống của mình. Tức là cái gì thế nào? Là từ 1 tới 6 cái gì chỉ được hưởng 5% thôi. Nhưng mà từ cái khi mà cái gì đã có cái mã số của người Blue Diamond đó thì cái gì bắt đầu sẽ hưởng được 10%. Cái phần này anh sẽ không có giải thích chi tiết nhiều, nhưng mà anh chỉ cho các chị biết là sau khi cái gì đã trở thành Blue Diamond và với cái mã số mới đó, thì sau khi những anh chị em nào hiện tại bây giờ đang là Blue Diamond á, thì các anh chị chỉ bảo trợ dùng mã số mới đó mà thôi, đừng bao giờ dùng cái số cũ nữa các chị nhé. Ok. Thì với những cái nhánh chân mới này, từ cái chân thứ 7, thứ 8, thứ 9 trở đi, ok, nếu các anh chị cứ tiếp tục bảo trợ bởi cái mã số Blue Diamond đó, thì cái chân thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 trở đi đó, thì từ đó trở xuống, công ty sẽ trả những cái 10%. Và cái điều thú vị nữa này, là khi mà các anh chị có được 40.000 điểm, tức là các anh chị trở thành Team Elite, thì công ty lại cho các anh chị một mã số mới nữa, và cái mã số này nó gọi là Team Elite Business Builder Account. Thì khi mà các anh chị có cái mã số đó đó, giống như An có một cái, anh đi có cái, anh Tuấn có cái, thì các anh chị chỉ dùng mã số đó để bảo trợ người mà thôi và không còn dùng những cái mã số khác nữa. Vì sao các anh chị làm như vậy? Là tại vì nếu các anh chị bắt đầu làm cái chuyện đó thì các anh chị sẽ nhận được 15% của hệ thống thay vì 10% như trước đây. Thế nghĩa là nếu các anh chị đã có 6 chân mà trong 6 chân đó các anh chị đã có 10, nghĩa là thắng đặng mới đang qualify trở thành Team Elite, thì thắng hoặc là đã có hoặc là sẽ có một cái mã số mới. Nếu mà chưa có thì thắng là bên liên lạc với account manager để lấy ngay lập tức, là thắng sẽ có một cái mã số mới này, và cái mã số này nó gọi là Team Elite Business Builder Account. Thì thắng chỉ dùng mã số đó để bảo trợ người mới mà thôi, và tất cả những người đó có thể ở nằm nhánh thứ 7 và thứ 8,
ok, có thể làm nhánh thứ 7 và thứ 8, tại vì khi có là mình có thể bảo trợ được rồi. Thì từ những cái nhánh đó trở về sau thì công ty sẽ trả cho mình 10-15% như các anh chị thấy trên hình này. Và đây là một trong những cái sự khích lệ lớn để cho tất cả những người leader mới hay cũ để chúng ta tiếp tục xây dựng hệ thống. Tại vì khi mà nhìn vào cái này đó, các anh chị có thể thấy là những người đi sau đó, các anh chị, những người mới đó, các anh chị có tiềm năng để có cái thu nhập hơn những người đi trước ở những cái điểm này nữa. Tức là nếu mình có những 6 người chân cứng nhưng mà sau đó chúng ta tiếp tục bảo trợ. Và cái gì có một cái điều rất là thú vị trong kinh doanh này, tức là cái gì càng làm thì cái gì càng giỏi, và cái gì càng giỏi thì cái gì có cơ hội tuyển mộ được những người giỏi. Và khi cái gì tuyển mộ được những người giỏi, cái gì bỏ họ vào những cái nhánh thứ 7, thứ 8, thứ 9 trở đi đó, thì cái thu nhập cái gì sẽ tăng rất là nhiều. Và cái gì thấy là nếu mà trong 6 chân đầu chúng ta có 2 cái chân mạnh đi thì chúng ta được 5%, nếu mà trừ tăng thứ 7, thứ 8 trở đi chúng ta có 2 cái chân mạnh khác thì các anh chị sẽ tăng được gấp 3 cái thu nhập của các anh chị so với 6 chân đầu tiên. Anh là mới nói đối với New Skin á, 6 chân đầu nó là nháp. Ngày hôm nay mới nói với cái gì như vậy, 6 chân đầu là nháp, những cái chân sau mới là những cái chân năng nhiều nhiều tiền hơn cho các anh chị nữa. Mà hiện tại bây giờ đa số những anh chị em leader của Gift của mình đó là họ mới chỉ đang nhận được tiền hoa hồng cao nhất từ những cái chân đầu thôi các anh chị. Anh là nhìn vào thì ngay cả An rồi anh Tuấn rồi tất cả những người leader của mình đó thì chúng ta chỉ mới nhấp nháp làm New Skin thôi. Bây giờ bắt đầu từ tháng 6 đó mới là cái thời điểm thực sự mình làm New Skin để mình xây dựng một hệ thống khổng lồ, để mình có những cái thu nhập khổng lồ các anh chị ha. Nhìn vào cái gì hiểu như vậy, cái gì là chưa hiểu thì từ từ lên tới đó các anh chị sẽ hiểu, ok. Rồi bây giờ cái phần cuối của em muốn chia sẻ các anh chị gọi là fast speed. Ok, fast speed thì các anh chị nghe công ty nói rất là nhiều về fast speed, tức là tốc độ rất nhanh đấy các anh chị. Rất là nhanh đó, thì bằng cách nào? Là bắt đầu từ tháng 6, các anh chị chú ý một điều như sau. Bây giờ chúng ta đã là một người builder, nghĩa là builder chúng ta cần phải chú ý rất là kỹ về cái cách chúng ta xây dựng hệ thống của mình. Giả sử khi hồi nãy anh nói rằng là có những executive có thể trở thành executive trong một tuần, và thì bây giờ mình dùng cái phần này để chúng ta nói về fast speed. Tức là nếu mà chúng ta có một người nào đó họ muốn trở thành executive trong tuần đầu tiên, và anh có thể hình dung đây là những người chủ tiệm nail chẳng hạn, họ có thể trở thành executive trong tuần đầu tiên. Vậy thì bây giờ giả sử mình, các anh chị là một executive và các anh chị bảo trợ một người mới L1, tức là level 1 của mình, tầng thứ nhất của mình, và họ là một nhà phân phối, và trong tuần thứ nhất họ có đủ 6.000 điểm, ok, tức là trong tuần thứ nhất họ có 6.000 điểm, thì sang tuần thứ hai đó các anh chị thì mình trở thành executive, đúng không? Tại vì cái người trực tiếp của mình đã trở thành executive, đủ điều kiện để trở thành executive trong tuần thứ nhất, thì cái tuần thứ hai mình là go executive, và cái 6.000 điểm của người đó đó thì nó nằm trong cái circle group của mình, okay. Và sau khi mình đã có 6.000 điểm thì bản thân của các anh chị mình có thể kiếm được từ 35-40% cho mỗi 500 điểm kế tiếp. Tức là các anh chị có thể hình dung này, mình là một người upline, mình có một người trực tiếp của mình đã có 6.000 điểm và người đó sẽ trở thành executive ở tuần thứ hai, thì bản thân mình đã có 6.000 điểm rồi, cái từ tuần thứ hai trở đi mình đã có 6.000 điểm rồi, ok. Và cứ mỗi 500 điểm mà các chị có nữa đó thì các chị sẽ kiếm được từ 35-40%. Các chị hình dung đi, hệ thống của mình có thêm một executive mới, và bây giờ chỉ có mỗi một 500 điểm nữa các chị có thể kiếm từ 175 đồng cho tới 200 đồng, thì tội gì các chị không có làm. Hoặc là cái người go executive này nằm trong cái hệ thống của mình thì các chị có thể hình dung thấy rằng là cái người này họ sẽ làm việc như thế nào, họ sẽ cố gắng hơn để họ có thể thêm điểm, đúng không các chị? Tại vì thêm điểm thì thêm tiền, và nó giúp cho cái gì, để chờ anh xíu. Anh chỉnh hơi khó, ok. Anh không có thấy cái mouse, anh không có delete được, ok. Và quan trọng là cái gì này, là cái người, nếu mà cái người này nằm trong cái hệ thống của mình thì cái người executive đó, cái người goal executive đó họ sẽ tiếp tục họ làm việc, tại vì cứ mỗi 500 điểm họ được gần 200 đồng thì họ sẽ làm việc, và cái hệ thống cái gì sẽ có doanh số lớn. Và cái điều gì kế tiếp xảy ra các anh chị? Nếu các anh chị là một người chủ tiệm nail chẳng hạn đi, ok, với những cái gói salon package của Gift hiện tại bây giờ là các anh chị mỗi một gói như vậy là 500 điểm. Anh là các anh chị ra ngoài giới thiệu cho một salon, các anh chị được 500 điểm, giới thiệu một salon các anh chị được 500 điểm. Và các anh chị có thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra nếu An là một người đang muốn kiếm tiền các anh chị nè, và An đã đạt được cái doanh số này rồi, và An là một người go executive mới,
bạn đang cần kiếm tiền, ok, thì anh sẽ vào một cái tiệm nail, anh giới thiệu về sản phẩm của Nail Skin và anh muốn bán cho họ một gói sản phẩm, cứ mỗi một gói như vậy anh kiếm được 200 đô, còn hơn anh đi dũa nail cả ngày các chị, đúng không? Và anh cứ vào một tiệm như vậy, anh giới thiệu một gói, anh sẽ được kiếm được 200 đô. Và đó là những cái bước đường mà chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ thấy được cái kết quả rất là lớn về cái kết quả sắp tới của chúng ta. Đó là cái người executive upline. Với người dưới thì sao các chị? Cái người dưới đó, và dĩ nhiên là với cái chính sách trả thưởng của Nail Skin thì cái gì là được 10% của người G1 của mình, tức là cái người trực tiếp đó bây giờ đã trở thành executive rồi. Cái người L1 của tuần thứ nhất, bây giờ cái tuần thứ hai họ đã trở thành executive. Vậy thì đối với cái người này từ tuần thứ hai trở đi, cái mục tiêu của họ là gì? Là bây giờ họ đã là executive, thành ra họ sẽ muốn đạt được cái doanh thu của executive thì họ sẽ cố gắng để họ đạt thêm cái doanh số, đúng không? Và giả sử người đó biết rằng là bây giờ tôi muốn nhận được từ 5-40% thì tôi phải làm việc. Và giả sử trong một cái tình huống nào đó người này làm từ được 4,000-8,000 điểm, tức là khi được 4,000 điểm thì chúng ta biết rằng người này sẽ nhận được thêm 35% của cái doanh số tuần thứ hai trở đi, đúng không? Tức là cái 6,000 tuần thứ nhất đó, thì đó là doanh số để đạt executive. Cái số tiền đó họ không còn được hưởng tiền thuê hồng từ tuần thứ hai trở đi nữa, đúng không? Nhưng mà từ tuần thứ hai trở đi, nếu mà họ tạo ra cái doanh số mới thì cứ mỗi 500 điểm như vậy họ sẽ được từ 5-40% và họ sẽ làm việc. Vậy thì cái người go executive apply được cái gì? Cái doanh số của người G1 được bao nhiêu thì cái người apply sẽ được 10% của cái doanh số đó. Thế nên là chúng ta có thể thấy này, là cái người go executive này, nếu mà người này tiếp tục làm việc và tạo ra doanh số, nếu mà người này ví dụ như là tạo ra doanh số 10,000 điểm, tức là thêm 4,000 điểm cộng với 6,000 điểm kia là 10,000 điểm đó, thì cái người go executive này sẽ có tiềm năng thu nhập khoảng 3,000 đô. Và nếu mà cộng thêm 10% của G1 nữa thì chúng ta có thể hình dung được là cái doanh số của những người này rất là cao. Và nếu trong cái tình huống không phải là cái người executive tuần thứ nhất này không phải có một người L1, họ có hai người L1 thì sao, họ có ba người L1 thì sao, họ có bốn người L1 thì thế nào, chuyện gì xảy ra, thì cái doanh số của người executive trên trong một tuần, nếu mà họ có 1, 2, 3, 4 những người trực tiếp mà trở thành executive thì cái người ở trên họ sẽ trở thành ruby. Và thậm chí trong thời gian tới chúng ta có thể hình dung được là có những người sẽ trở thành ruby hoặc là emerald hoặc là diamond trong vòng một tháng cái gì, đúng không? Khi mà những người ở dưới họ bắt đầu họ chạy. Và với cái block đó thì chúng ta thấy này, là một người khi họ bắt đầu làm việc họ sẽ không ngừng làm việc. Tại vì sao? Cứ mỗi 500 điểm họ được tiền, mỗi 500 điểm họ được tiền thì họ khi mà họ đã có đà rồi họ sẽ tiếp tục họ làm. Bằng khi mà họ ngừng lại thì tháng sau họ lại phải bắt đầu từ 5%. Và đó là điều 5% nó khác biệt với 35%, đúng không các chị? Vậy thì mỗi tháng đó, chúng ta có thể hình dung thấy rằng là những leader chúng ta sẽ tiếp tục làm việc và sẽ tiếp tục tạo ra cái kết quả. Và đó là những cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta sẽ thấy được từ Velocity. Đấy là có những cái điểm khác biệt. Velocity cho chúng ta sharing bonus. Velocity cho chúng ta block, tức là nhận được tiền huy hồng khá cao từ 5% đến 40% của hệ thống. Và điều đặc biệt hơn nữa cho những người builder là Velocity cho phép những người leader trở thành executive trong thời gian ngắn nhất. Vậy thì trong thời gian tới các chị làm gì? Các chị tập trung vào cái hệ thống của mình để hiểu rõ về sharing, hiểu rõ về building và hiểu rõ về lead. Thì khi các chị hiểu ba cái đó thì thực sự chúng ta mới gọi là hiểu cách làm việc cùng với Nail Skin để tạo ra những cái kết quả lớn. Và anh sẽ quan sát các chị trong thời gian tới, khi mà chúng ta bắt đầu những anh chị đã bắt đầu chạy về lead, mà các chị chạy về lead. Anh có thể hình dung anh cho một cái ví dụ cái gì nè. Giả sử ngày tháng tới này ở công ty các chị mời những chủ tiệm nail đi tham dự nail workshop và chúng ta giải thích cho họ về Velocity để họ thấy được cái quyền lợi nó, thì một người chủ tiệm nail mua 12 cái package đó không phải là cái chuyện mà gọi là quá tầm tay các chị, đúng không? Đó là cái chuyện rất là dễ dàng với họ, đặc biệt là những người mà hiểu về cái cơ hội. Họ mua 12 cái package để họ làm dịch vụ và bán lẻ trong tiệm, thì 12 cái package đó làm cho họ trở thành một người executive trong cái tuần đó. Và ngay trong tuần đó thì bây giờ mình có thể thấy cái ví dụ này nó xảy ra này. Cái sự kiện nếu mình xảy ra tuần thứ hai, thứ ba thì họ vẫn có thể trở thành executive như thường. Và khi họ trở về hoặc là ở sự kiện, họ có thể giới thiệu một người tiệm nail khác và người đó cũng mua 6,000 điểm, thì ngay lập tức trong một tuần người đó trở thành go executive. Và chuyện gì xảy ra với doanh số của các anh chị? Doanh số của các anh chị sẽ gia tăng. Và nếu anh giới thiệu cho một người trực tiếp là L1 của mình và người đó trở thành executive, và người đó lại giới thiệu một người trực tiếp nữa và người đó cũng trở thành executive, thì anh đã có 12,000 điểm trong cái chân này rồi, phải không? Và nếu mình đã có 4 executive sẵn và mình có cái chân này thì mình sẽ trở thành emerald. Và cái gì thấy được chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cái quá trình này được lặp đi lặp lại, nó sẽ tạo ra một cái kết quả rất là lớn trong cái hệ thống của chị, của các anh chị. Và đó là cái điều mà chắc chắn là các anh chị sẽ thấy trong thời gian tới.
Và ví dụ đây là một cái ví dụ công ty đưa ra, anh nghĩ rằng là cái ví dụ này nó sẽ không còn thực tế trong thời gian tới cho chúng ta nữa. Tức là nếu chúng ta giới thiệu cho 6 người trở thành quản trị viên và mỗi người có 3.000 điểm á, thì chúng ta sẽ có doanh số 18.000 điểm, ngoài hồng 5% là 900. Thì chúng ta theo dõi cái bảng này, chúng ta cũng có thể thấy là 6 người trực tiếp đó và mỗi người giới thiệu cho 2 người nữa, thì cái tầng thứ hai chúng ta có 12 executive cũng 3.000 điểm. Và cứ xuống như vậy, mỗi người chỉ có giới thiệu cho 2 người thôi, thì chúng ta sẽ có 24, 48, 96 và 192 executive cái tầng thứ 6. Và mỗi executive như vậy đó có 3.000 điểm, thì cái huy hồng hàng tháng của các chị sẽ là 56.700. Nhưng mà đối với velocity thì anh nghĩ rằng là con số 3.000 của GSV, tức là Group Sales Volume, nó là sẽ là con số nhỏ, không có lớn cái gì. Anh nghĩ là chúng ta sẽ thấy là con số màu đỏ tổng hoa hồng mỗi tháng nó sẽ tăng hơn khá nhiều so với cái ví dụ này. Nghĩa là mục tiêu các chị là gì? Hiện tại bây giờ nếu mình chưa là executive, mình cần trở thành executive. Tại vì chỉ có trở thành executive trong tháng này đó, thì tháng sau những cái doanh số trong hệ thống nó mới chạy lên trực tiếp với mình. Bằng không đó, thì tháng sau cái gì cần phải chờ, đúng không? Chỉ như là cái gì có thể chờ 1 tuần, 2 tuần. Nhưng mà tại sao chúng ta có thể chờ khi mà chúng ta có thể làm ngay lập tức? Nên là chúng ta đưa cái mục tiêu cho cá nhân và giải thích cho đội nhóm. Và đặc biệt là cái video này sau khi anh ngưng, anh sẽ upload lại lên YouTube. Các anh chị coi đi coi lại và các anh chị gửi cho đội nhóm của mình để họ có thể nắm bắt tất cả những cái thông tin này. Ok. Và ngày hôm nay thì anh thấy có rất là nhiều anh chị em tham dự, nhiều anh chị em không phải anh chị em gift cũng tham dự đầy đủ. Anh cũng cảm ơn các anh chị tham dự nhé. Và điều mà mong muốn nhất của tụi anh đó các anh chị, đó là mong muốn cho các anh chị đạt được những cái kết quả lớn về kinh doanh. Tại vì khi các anh chị đạt được cái kết quả lớn về kinh doanh thì các anh chị có thể chia sẻ với người khác. Và cái mong muốn lớn nhất của tụi anh đó là thấy cộng đồng người Việt của chúng ta mỗi ngày càng thành công hơn nữa. Okay, không cần biết các anh chị là ai, và các anh chị chia sẻ những cái thông điệp này cho những người người Việt của chúng ta ở khắp nơi để họ có thể tận hưởng gọi là tối đa cái chính sách trả thưởng của Nuskin, và mọi người nắm bắt cơ hội của Nuskin trong cái thời điểm này. Thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta làm Nuskin. Họ đã từng làm và không còn làm nữa, hay là chưa từng làm, thì đây là cái thời điểm thích hợp nhất để mỗi người chúng ta nắm bắt cơ hội Nuskin. Và đó là những cái gì em muốn chia sẻ với các anh chị hôm nay với Velocity.